Mến chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin mời cả nhà cùng mình vào làm món khổ qua xào thịt bò, món ăn bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Thịt bò mềm, ngọt, không bị dai, khổ qua xanh, giòn, trông rất là hấp dẫn các bạn. Ở đây mình có 500g khổ qua đã được bỏ hạt và rửa sạch. Khổ qua này mình đã bảo quản ở video trước. Hôm nay đã được 5 tuần mà nó vẫn còn xanh tươi luôn nè các bạn. Rất là ngon. Ở đây mình có hành lá. Và 300g thịt bò đã được thái mỏng. Dầu hào, hạt nêm, đường, nước tương và tiêu. Bây giờ mình sẽ ướp vào thịt là nửa muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1,5 muỗng cà phê nước tương. Và một chút tỏi băm. Và mình sẽ trộn đều lên. Rồi, sẽ để đây cho thịt thấm gia vị. Khổ qua mình sẽ cắt miếng xéo vừa ăn. Cắt cỡ dày là được rồi nè các bạn. Và hành lá mình cũng cắt khúc. Ở đây nước cũng đã chuẩn bị sôi. Cho vào khoảng nửa muỗng cà phê muối. Rồi, mình sẽ cho khổ qua vào luộc trong 2 phút. Nếu thích ăn mềm hơn, các bạn có thể luộc từ 4 đến 5 phút. Được 2 phút, vớt khổ qua cho qua một cái thau nước thật là lạnh. Và để ngâm khổ qua 5 phút, rồi sau đó mình sẽ vớt ra để cho nó ráo nước. Cho dầu vào chảo và làm nóng. Khi dầu nóng cho tỏi vào, phi vàng thơm.
Bây giờ tỏi đã vàng, mình sẽ cho thịt bò vào xào. Mình sẽ xào với lại lửa lớn để thịt bò không có bị ra nước nha các bạn. Thịt bò xào cũng hơi săn, mình sẽ nêm thêm vào đây là nửa muỗng cà phê đường. Và một muỗng cà phê hạt nêm. Lúc này thịt bò cũng vừa hơi tái, bây giờ mình sẽ cho khổ qua vào xào. Và xào nhanh tay để cho gia vị được thấm đều vào trong khổ qua. Mình sẽ xào đến khi thịt vừa chín tới là được. Nếu xào quá lâu, thịt bị dai và khổ qua mềm sẽ không ngon. Thịt ngọt, mềm và rất vừa ăn với khẩu vị của mình đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt lửa rồi cho hành lá vào và trộn đều. Nếu thích ăn mềm thì mình luộc khổ qua nhiều giờ hơn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho khổ qua xào thịt bò ra dĩa. Rắc thêm tiêu lên cho món ăn được thơm ngon hơn. Khổ qua xào thịt bò, mình sẽ chấm cùng với lại nước tương và ớt sắc khoanh nha các bạn. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem và ủng hộ video. Xin chào và hẹn gặp lại.